kênh có thể mất quyền truy cập vào chương trình đối tác YouTube. Google đã công bố một thay đổi chính sách để thúc đẩy những người sáng tạo trên YouTube sản xuất và xuất bản nội dung chất lượng cao hơn cho trẻ em. Bắt đầu từ tháng tới, công ty sẽ loại bỏ các kênh chủ yếu nhắm mục tiêu đến giới trẻ hoặc tự quảng cáo là dành cho trẻ em nếu nội dung họ tải lên có chất lượng thấp. Theo định nghĩa của YouTube, video đó có thể bao gồm các video quá thương mại và những video khuyến khích các hành vi xấu. Theo nguyên tắc mới, YouTube cảnh báo những video đó có thể thấy quảng cáo hạn chế hoặc không có. Ngoài ra, công ty cho biết việc vi phạm các nguyên tắc nội dung mới có thể dẫn đến việc bị loại khỏi chương trình đối tác YouTube. Động thái này là một phần trong nỗ lực gần đây của Google nhằm biến YouTube và YouTube Kids trở thành điểm đến thích hợp hơn cho trẻ em và gia đình của chúng. Vào đầu năm, công ty đã thông báo về sự sẵn có của mở rộng kiểm soát của phụ huynh cho lứa tuổi thanh thiếu niên và lứa tuổi thanh thiếu niên. Gần đây, nó đã triển khai các biện pháp an toàn mới để bảo vệ trẻ em trên các nền tảng khác nhau của mình. Một trong những thay đổi đó là công ty đã thay đổi cài đặt tải lên mặc định cho người dùng trong độ tuổi từ 13 đến 17 thành tùy chọn riêng tư nhất hiện có. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là thúc đẩy một môi trường an toàn và phong phú cho các gia đình, đồng thời khen thưởng những người sáng tạo đáng tin cậy đang tạo ra nội dung dành cho trẻ em và gia đình chất lượng cao. Google cho biết về thay đổi chính sách mới nhất này. Có thể mất một thời gian trước khi các nguyên tắc mới nâng cao chất lượng nội dung trên YouTube. Vì vậy, không có hại gì khi để mắt đến những gì con bạn đang xem. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.